giáo ở tỉnh Bắc Sinai. Theo hãng thông tấn MENA, số người thiệt mạng trong vụ tấn công này hôm trước đã lên đến 155 người và hàng chục người khác bị thương. Không khí khách hàng mua sắm trong ngày Black Friday năm nay ở Mỹ lại không hề sôi động như mọi năm. Nhiều người khách hàng bên ngoài các cửa tiệm ngày Black Friday mở màn cho mùa nghỉ lễ mua sắm tại Mỹ đã thưa dần khi người dân nước này đã chọn cách đặt hàng trực tuyến thay vì đổ xô vào các cửa hàng vốn mở cửa từ đêm trước đó. Thưa quý vị, cũng trong ngày hôm qua, Quốc hội Ba Lan đã thông qua dự luật quy định cấm phần lớn các hoạt động mua sắm vào một số ngày chủ nhật nhất định. Luật này được áp dụng đối với các chuỗi cửa hàng bách hóa của người nước ngoài cũng như những cửa hàng không phải thuộc quyền sở hữu của người Ba Lan. Theo tổ chức công đoàn đoàn kết Ba Lan, luật này sẽ giúp cho các nhân viên bán lẻ có được ngày nghỉ cuối tuần trọn vẹn. 24 tháng 11, Tổng thống Argentina ông Mauricio Macri và Bộ trưởng Quốc phòng Oscar Agua đã tiến hành cuộc họp khẩn cấp tại thủ đô Buenos Aires về cuộc khủng hoảng tàu ngầm Arasanzon bị mất tích từ ngày 15 tháng 11. Tờ Karin, tờ báo có số phát hành lớn nhất Argentina đưa tin, chính phủ đang xem xét khả năng cách chức một số tướng lĩnh hải quân liên quan đến việc điều hành công tác xử lý vụ khủng hoảng tàu Arasanzon mất tích với 44 thủy thủ. Giới chức Afghanistan cho biết trong một cuộc không kích ngày 24 tháng 11, các lực lượng không quân nước này đã tiêu diệt khoảng 20 tay súng Taliban. Cuộc không kích trên diễn ra tại tỉnh Baghdad, cách thủ đô Kabul 35 km về phía tây nam. Theo một người phát ngôn của chính quyền tỉnh này thì không có dân thường nào bị thương vong trong đợt không kích trên. Thưa quý vị, chúng ta đã vừa theo dõi nội dung của phần điểm tin vắn đáng chú ý đầu giờ. Tiếp theo đây thì mời quý vị cùng dành một ít thời gian cho các thông điệp quảng cáo. Nghe dễ, nghe dễ, nghe dễ, chào được. Anh không nuốt được mực dọc có khăn, nhăn nhó cả ngày ở chù thợ nóng. Mong chờ hết nóng thì lại ở hơi, đang muốn thảnh thơi lại ho liên tục. Đào rác tích ngực, thẩm hực triền miên, đêm ngủ không yên vì cơn trào ngực. Đúng lúc lo âu có gấp tô xích, huấn viên một ngày hỗ trợ giá dày. Giảm cơn trào ngược lại còn dễ uống, nước gì cũng được, nhất quyết không trao. Sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe gấp tô xích 4 viên một ngày, tối thiểu từ 1 đến 3 tháng sau hỗ trợ bạn. Giảm trào ngược dạ dày thực quản, giảm tiêu rác niêm mạc dạ dày tá tràng, giảm các hiện tượng ợt hơi, ợt chua, đau đóng rác, buồn thượng vị, do tăng axit dịch vị, hỗ trợ chức năng đường tiêu hóa. Nhờ trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI, nhân chính Thanh Xuân, Hà Nội. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Viên trà thế giới tại Phú Quốc, các kiến trúc sư tài hoa của QVASA Nhật Bản đã thiết kế nên Best Western Premier.
quý vị đang cùng đến với từ điển Sài Gòn. Thưa quý vị, tiếp tục mạch chủ đề về tuyến xe lửa đầu tiên của Sài Gòn và cả đầu tiên của nước ta, tuyến xe lửa Sài Gòn Mỹ Tho. Sáng nay, từ điển Sài Gòn nói về những dấu tích còn lại của tuyến giao thông được xem là bước ngoặt lịch sử lúc bấy giờ. Vì sao lại nói là bước ngoặt lịch sử của phương tiện giao thông? Bởi trước khi có tuyến xe lửa này, phương tiện thời ấy chủ yếu được người dân biết đến là ngựa và ghe thuyền. Mà cũng chẳng phải ngẫu nhiên, một tuyến xe lửa tốn đến gần 1.200 franc lại mọc lên ở xứ sở thuộc địa như nước ta. Những người đề xướng xây dựng tuyến xe lửa Sài Gòn Mỹ Tho nhắm đến việc khai thác vùng đồng bằng Nam Bộ trù phú. Và tuyến xe lửa ấy mang tham vọng không chỉ kết thúc ở Mỹ Tho mà sẽ kéo dài đến Cần Thơ rồi vòng qua Phnom Penh. Sau những cuộc tranh luận kéo dài về hiệu quả kinh tế và sự cần thiết, mà chủ yếu là do cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp cũng gặp phải khó khăn, nên cuối cùng chỉ xây được đến Mỹ Tho mà thôi. Như từ điển Sài Gòn chia sẻ sáng qua, năm 1958, sau 73 năm hoạt động, tuyến xe lửa đã được xếp gọn vào dĩ vãng, gọn đến mức những gì sót lại cũng ngày một hiếm hoi. Tuyến xe lửa Sài Gòn Mỹ Tho từng một thời phục vụ giao thông đắc lực cho người dân miền Nam, giờ chỉ còn trong ký ức. Chiến tranh và thời gian đã xóa dần các dấu vết của tuyến đường. Đến nay, ta chỉ có thể hình dung ra nó qua các hạng mục còn sót lại như trụ cầu, nhà ga. Bài viết dấu xưa xe lửa Sài Gòn của hai tác giả Lưu Đức và Hoàng Tuyên đăng trên báo Pháp Luật Online cho biết rằng khu vực còn nhiều trụ cầu đường sắt tuyến Sài Gòn Mỹ Tho là bến lức. Ở hai đầu Bắc và Nam sông Vàm Cỏ Đông còn hơn 10 trụ, mố và đường dẫn lên xuống cầu bến lức xưa. Một số trụ được xây bằng đá hộc tỷ lệ Pháp thuộc, một số trụ khác đúc bằng bê tông cốt thép theo công nghệ của Mỹ được làm sau năm 1954. Giữa năm 2004, sau nhiều năm bị bỏ không, cầu sắt Eiffel Tân An đã được tháo dỡ. Dấu tích còn lại về tuyến đường sắt đi qua đây là chài canh xây bằng đá hộc và gạch đinh ở phía bờ Bắc. Trước năm 1975, kế bên chài canh đường sắt còn có thêm lô cốt bằng bê tông cốt thép được xây lên để bảo vệ cầu đường bộ. Còn ở bờ Nam, hiện vẫn còn phần trụ sát bờ sông và mố đất tiếp giáp với đường dẫn xuống cầu chạy xuôi đến trước bưu điện thành phố Tân An. Cả ba cầu Bình Điền, Bến Lức và Tân An đều là cầu đơn, đi chung và cao hơn mặt nước khoảng 10 mét để cho các loại tàu thuyền lưu thông bên dưới dễ dàng. Trên đoạn từ Bến Lức xuống ngã ba Trung Lương, các cây cầu như cầu Ván, cầu Voi, cầu Tân Hương, cầu Bến Chùa đều là cầu đôi và thấp. Vì sao vậy? Vì những cầu này vượt qua các con rạch nhỏ, không có ghe tàu lớn lưu thông, nên người Pháp làm dạng thấp và tách hẳn cầu đường bộ ra khỏi cầu đường sắt. Sau khi xe lửa không còn, các chiếc cầu dành cho xe lửa được dùng luôn cho đường bộ đến ngày nay. Đó cũng là những chỉ dấu của tuyến đường sắt Sài Gòn-Mỹ Tho xưa còn lưu lại được trên quốc lộ 1. Một dấu tích khác là những giếng nước mà nay không rõ còn được bao lâm. Thuở ấy, tại các ga đi qua thị tứ, thị xã đều có giếng nước xây bằng gạch đinh, đường kính trong của giếng đến hơn 1 mét, mặt thành giếng